Nhà đất Tây Ninh TV xin thân ái chào mừng cô chú anh chị và chủ đầu tư và 500 anh em trên bất động sản đã trở lại với kênh YouTube đất nhà đất Tây Ninh của mình. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình một lô đất giá rẻ rất là tiềm năng. Thì trước mặt màn hình mình đây, mình sẽ ra chợ An Hòa, phường An Hòa và khu công nghiệp Thành Thành Công tầm khoảng 1,5 km cô chú anh chị ha. Thì từ vị trí này mình sẽ ra hướng này là ra quốc lộ 22 đường Xuyên Á, về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và về Củ Chi bến xe An Sương, về thành phố Tây Ninh nó dân dân rồi. Hiện tại đất của mình sẽ quẹo vô bên phải đây, hướng này vô đất mình khoảng 400 m của chú anh chị ha. Rồi trước khi đi vô đất em sẽ cập nhật thông tin đây chi tiết cho cô chú anh chị mình ha. Thì đất mình được tọa lạc là khu phố Hòa Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất của mình ngày hôm nay là 396,8 mét vuông, là có chiều ngang là 9,5 mét, hậu sâu trong là 42 mét, có 200 thổ cư. Thì lúc trước là chủ bán là 1 tỷ 8 của chú chị, thì bây giờ cần tiền bán gấp cho nên là bán chủ kêu 1 tỷ 7. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ điện thoại Zalo 0878948369. Thì khu vực này là đất đường này là gần ngoài đường lớn thì 300, vô sâu trong là 250 của chú anh chị ha. Đường đá thì khoảng là 220. Thì lô đất mình cũng là hiện trạng đường đá cho nên giá là quá mềm luôn. Thời buổi này bất động sản đã xuống giá cho nên chủ cần bán xuống để ra nhanh. Thì thích hợp cho cô chú anh chị mình xây nhà trọ hay là đầu tư hoặc là các nhà ở cũng thích hợp, thì dân cư đây là đông kín rồi, mình nằm trong khu dân cư. An Hòa hiện tại là rất là phát triển của chú anh chị ha, thuộc thị xã Trảng Bàng thì tương lai cũng là lên thành phố cho nên giá này rất mong cô chú anh chị mình xem tham khảo là đầu tư ha, thích hợp ha. Rồi bây giờ em sẽ đây quẹo ở đây là vô đất của mình, hiện tại hai con đường đi luôn của chú chị ha, đường này đá xe hay xe tải. Đi về hướng bắc, sau đó rẽ trái. Rồi, bây giờ là tới vị trí đất của mình. Thì từ miếng cái nhà bên đó mình sẽ kéo ngang qua hết tới nhà miếng nhà bên đây là 9 mét rưỡi. Mình sâu vô trong là 42 mét. Đất mình có 200 thổ cư. Hiện trạng đất mình quay mặt về hướng bắc của chú chị ha. Rồi đến đây mình xin kết thúc video, kính chúc anh chú anh chị mình tìm được lô đất đầu tiên ý ha. Rồi chủ báo giá là 1 tỷ 7 cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình xem lần đầu cho mình một like và đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Xin chân thành cảm ơn, hẹn cô chú anh chị mình tiếp sau ha. Đây là định vị Google Maps của cô chú anh chị ha. Thì trên phần mô tả em sẽ để đường link Google Maps. Cô chú anh chị mình bấm trực tiếp vô để tham khảo Google Maps của chú anh chị ha. Xin chân thành cảm ơn.